làm bố ba con, Cường Đô La bận rộn đến mức phải đưa ái nữ đến công ty. Khoảnh khắc đi làm cùng bố Cường Đô La của cô bé Su Chin đốn tim cộng đồng mạng. Mới đây, Cường Đô La gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi làm cùng con gái cưng. Cộng đồng mạng thích thú với khoảnh khắc doanh nhân phụ nữ ký giấy tờ cho nhân viên thì cô bé Su Chin ngồi bên cạnh cũng tỏ ra bận rộn với công việc, tập trung gõ bàn phím. Ông xã Đàm Thu Trang thích thú viết, mình đi làm mình cũng căng thẳng lắm chứ bộ. Sau đó, Su Chin ăn cơm trưa cùng bố và các nhân viên trong công ty. Nam doanh nhân hài hước nói thêm, cũng ăn cơm trưa văn phòng như nhân viên chính thức chứ bộ. Khoảnh khắc dễ thương của hai bố con khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người khen ngợi ái nữ nhà Cường Đô La, nhận xét Su Chin càng lớn càng giống bố. Đến Đàm Thu Trang cũng đồng tình với điều này. Ủa rồi hai bạn có cần phải giống nhau tới như vậy không? Su Chin, tên thật là Tuệ San, là trái ngọt hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Nhóc thì chào đời vào tháng 8 năm 2020. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của Cường Đô La cũng như bà nội doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan. Càng lớn, Su Chin được nhận xét càng xinh xắn, đáng yêu. Cường Đô La rất cưng chiều con gái. Dù bận rộn nhưng anh vẫn thường xuyên đi mua sắm đồ chơi cho Su Chin ăn uống và chăm cho bé từng giấc ngủ. Thậm chí, chính cựu siêu mẫu nhiều lần trêu đùa nhắc chồng bớt nghiện ái nữ. Đầu năm 2023, vợ chồng doanh nhân phố núi cho con gái đến trường. Theo chia sẻ từ Cường Đô La, Su Chin dễ dàng hòa nhập vào môi trường mới. Tuần đầu tiên đi học không hề rơi giọt nước mắt nào mà còn hào hứng vẽ tranh, tham gia các hoạt động cùng cô giáo và bạn bè. Theo dõi trang cá nhân của Cường Đô La có thể thấy anh rất cưng chiều con gái rượu. Su Chin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ Chibi Su Chin Racing, cuộc đua của cô bé Su Chin có giá hơn 2 tỷ đồng. Cuối tháng 5 năm 2023, Đàm Thu Trang sinh con thứ hai cho nam doanh nhân. Dù đã có thành viên mới, tuy nhiên nam doanh nhân vẫn dành sự yêu thương và quan tâm đến tất cả các con để các bé không cảm thấy tủi thân.